Chào các em. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục học bài số 21 theo giáo trình sách giáo khoa tiếng nga lớp 6 dành cho trường phổ thông. Nội dung của bài ngày hôm nay chúng ta sẽ xem phần 1 nói chất lượng việc làm. Chúng ta sẽ có một đoạn đối thoại như sau. Hai người tham gia đối thoại đó là bạn Lena và bạn Phúc. Bạn Lena nói: Từ говоришь paru Từ русски Cậu có nói tiếng nga không? Да, но я говорю по-русски еще плохо. Có, nhưng mà tôi nói tiếng Nga còn tệ lắm. А как ты читаешь? Thế cậu đọc ra sao? Я yeah, читаю хорошо. À, như vậy ở đây, nội dung của chúng ta trong bài này là gì? Trong đoạn đối thoại này, chúng ta nhìn thấy có trạng từ Плохо là còn tệ. Еще плохо. Еще là còn. Плохо là tệ хорошо là tốt. Hai trạng từ này nó mở rộng ngữ nghĩa cho động từ говорю, читаю. Vậy thì à, khi chúng ta sử dụng trạng từ để mở rộng cho động từ, nó giải thích là cái chất lượng của việc làm. Читаю хорошо, đọc tốt. Gavariu плохо, говорю еще плохо là nói còn tệ. À, chúng ta sẽ có câu hỏi. Как? từ từ читаешь? cậu đọc thế nào? Các là như thế nào? Khi đặt câu hỏi các là câu hỏi cho động từ hỏi chất lượng cái hành động đó và chúng ta phải dùng trạng từ để trả lời. Chúng ta biết rằng trạng từ ở trong tiếng nga đại đa số đều là có âm ô kết thúc хорошо, плохо. Các từ читаешь, читаю хорошо. Cậu đọc thế nào? Tớ đọc tốt. Các từ говоришь. Cậu nói thế nào? Я говорю Như vậy, ngoài cái việc tìm hiểu ngữ nghĩa và những từ mới ở trong một cái đoạn đối thoại như thế này, những đoạn đối thoại này các em cần đọc 5 lần, 10 lần, 15 lần, 20 lần càng tốt. Các em hãy lua, mua lấy một bao diêm. Khi đọc được một lần chúng ta để một que diêm sang một bên. Đọc hai lần để hai que. Và chúng ta thi nhau đọc xem ai đọc được số lượng nhiều nhất. Nếu mà bạn nào đọc được 20 lần cái đoạn à, đối thoại này thì lập tức bạn sẽ tự nói được tiếng Nga rất là hay. Vì vậy thì bí quyết của việc học tiếng Nga đó là nói càng nhiều càng tốt. Cách đọc như thế nào? Trong lần sau thầy giáo sẽ lại giới thiệu. Bây giờ mời các em sang trang thứ hai. Trang thứ hai của chúng ta lại là bài tập đọc. Chúng ta có từ chi tay. là hãy đọc. Chúng ta cùng đọc nào. Ivan Ivanovich. Các mươi bài Thầy Ivan Ivanovich, chúng em hát như thế nào? Manchiki payut gromka. Gromka là to. A devochki ishyo chikha. Chikha là nhỏ. Các cậu bé thì hát rất to. Còn các cô bé thì hát nhỏ, còn nhỏ. Vậy thì ở đây câu hỏi ca trả lời chúng tôi chúng em hát như thế nào? Manchiki payut gromka. Dùng gromka để trả lời cho câu hỏi các Gromka là to, H to, Diewiczki isuchyka, chi kha là nhỏ, H còn nhỏ. Ta chúng ta đọc lại Ivan Ivanovich các máy bay uổng, máy chìp bay uổng Gromka, a Diewiczki isuchyka. Đoạn đối thoại thứ hai các chi tá lan hoặc là chúng ta có thể nói các lan chi tá đều được. Các em có lần hỏi tại sao lại cái chủ ngữ này lúc thì nó ở đứng ở giữa trước động từ, lúc thì đứng sau động từ. Về nguyên tắc ra, nếu mà chủ ngữ là một từ ngắn thì chúng ta có thể để trước động từ. Nếu mà chủ ngữ là một từ dài hoặc là một cụm từ thì chúng ta sẽ để ở phía sau động từ. Các chị ta yết lan. Anna chị ta yết khờ No, miết liền. Miết liên nữa là chậm. Cô, bạn ấy đọc tốt nhưng mà còn chậm. À các chỉ Thế còn em thì đọc ra sao? Từ chỉ tay Em đọc nhanh Như vậy ở đây chúng ta có các từ mới Miết liền Miết liền Sau khi chúng ta đã làm quen xong với các đoạn đối thoại này Các em lại cần đọc rất nhiều lần Em nào đọc được 5 lần, 10 lần, 20 lần thì hôm sau các em lên lớp là các em sẽ nói tiếng nga rất tốt thầy cô giáo sẽ phải khâm phục luôn chúng ta chỉ có một bí quyết thế thôi chúng ta hãy mua lấy một bao diêm và hãy đọc nhiều lần bằng cách đếm que diêm mời các em sang trang thứ ba trang thứ ba này nó là cái gì vậy đây là tổng kết câu hỏi các các là như thế nào và ở đây trong khi mà đòi hỏi câu hỏi các dứt khoát để trong câu sẽ phải có động từ ở đây chúng ta có động từ chỉ tá dù Ребята читают. Как бы... Да, ребята... Là как бы... Ребята читают. Как? Как? Дак не знаю. Хорошо. Так тот. Плохо. Латя тот. Громко. Латя. То. Тихо. Ланя. Быстро. Ланянь. Медленно. Латя. Чем-то так Хорошо. Плохо громко, тихо, быстро, медленно. Как ребята читают? Чем тогда Как ребята читают? Как вам Ребята читают хорошо. Ребята читают плохо. Ребята читают громко. Ребята читают тихо. Ребята читают быстро. Ребята читают медленно. Như vậy, ở đây chúng ta muốn học thuộc các trạng từ này, chúng ta sẽ lấy những mẫu giấy nhỏ. Một bên chúng ta viết tiếng Nga và một bên chúng ta viết tiếng Việt. Sau khi các em đọc nhiều lần, các em sẽ lật tiếng Việt ra và chúng ta sẽ cố gắng đoán xem tiếng Nga là gì ví dụ хорошо là tốt tốt chúng ta phải nói được ngược lại хорошо tồi tệ плохо to громко nhỏ тихо nhanh быстро chậm медленно đó là cách chúng ta học từ bây giờ mời các em xem trang tiếp theo кто идет hoặc là едет быстро acto медленно? ai đi Ye Idiot Là đi bộ. Yejet là đi xe. Ai đi nhanh và ai đi chậm. Ở đây chúng ta có à, cái tên viết ở đây Ivan Ivanovich. Bây giờ thì giáo sẽ viết lại cái tên này cho các bạn xem nhé. Như vậy ở đây chúng ta thấy ông Ivan Ivanovich đang đi chống gậy à, ông cụ lẽ dĩ nhiên sẽ đi chậm hơn anh chàng Anton. chúng ta sẽ nói Anton idiot быстро, Ivan Ivanovich idiot медленно. với động từ idiot là đi bằng chân Anton idiot быстро, Ivan Ivanovich idiot медленно. thế và ở đây chúng ta có con chó sói volk Vônk, yê-điệt, yê-điệt là đi bằng xe, vônk, yê-điệt, mê-điệt, a-dza-yat, dza-yat, yê-điệt, bư-str, dza-yat, yê-điệt, đây là dza-yat, dza-yat, là con thỏ dưng, con thỏ nó chạy nhanh, con sói thì đi chậm, con thỏ nó đi nhanh. Còn sói nó đi chậm à, đó à như vậy là à, chúng ta đã cùng nhau làm xong bài tập số 2 này bây giờ mời các em sang bài tập tiếp theo bài 3 đọc và chú ý phân biệt cách dùng những từ chỉ đặc trưng của người và sự vật với những từ chỉ chất lượng của à, của việc làm ở đây à, nói nôm na là người ta cho chúng ta phân phân biệt câu hỏi cà à? và cạc cà ca à? 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 ở đây có nghĩa là gì nào À, nếu mà nói ca cái à, có nghĩa là hỏi về tính chất của sự việc. cho nên khi chúng ta trả lời, chúng ta phải dùng tính từ để trả lời. đó. Eta nina Đó là nina à, vẽ. Kakaya красивая картина. À cái bức tranh này đẹp quá. ở đây chúng ta nhìn thấy đây là câu mà có à, dấu chấm than ở đằng sau. cho nên à, câu đây sẽ là câu cảm thán. Câu cảm thán chứ không phải câu hỏi, chúng ta sẽ nói: Какая красивая картина. Какая красивая картина. À, да, Нина очень красиво рисует. Да, Нина очень красиво рисует. Đúng rồi, nhìn là vẽ rất là đẹp như vậy ở đây chúng ta nhìn thấy là gì nào nếu mà à, đây là phân biệt cách dùng những từ chỉ đặc trưng của người và sự vật đối với những từ chỉ chất lượng của việc của việc làm có nghĩa là nếu như chúng ta chỉ từ chỉ đặc trưng của sự vật trừ từ chỉ đặc trưng của sự vật hay là từ chỉ tính chất thì đúng chính xác hơn đấy ở à, đó thì chúng ta dùng tính từ à, tính từ với đuôi ở đây là gì nào ai à? красивая картина đó là tính từ thế còn từ chỉ chất lượng của sự việc có nghĩa là dùng trạng từ trạng từ красиво đó nó khác nhau như vậy tiếp theo chúng ta có câu Masha это интересная сказка Masha đây là câu chuyện cổ tích hay không đây là câu chuyện cổ tích hay có phải không? Thì cổ tích là Skarska. Đó là danh từ giống cái. Đọc là Skarska. Đây giờ này cũng đọc là Bởi vì sao? giờ này nó bị vô thanh hóa đứng trước, cho nên là hai chữ sở trong câu này, trong từ này, ska ska. thế và chúng ta có từ Interesnaya interior это interior nayaska. đó là một câu của chuyện cổ tích hay có phải không? trả lời, da babushka vâng bà từ yêu chiến interesnaya nayaska bà kể hay lắm. thế vậy thì ở đây trong câu của Masha này thì chúng ta thấy đó là từ interesna là trạng từ. Thế còn câu của một của bà hỏi này là tính từ, tính từ chỉ đặc tính đặc trưng của sự vật, tức là chỉ tính chất của sự vật. Thế còn trạng từ chỉ chất lượng của việc làm, tức là bà kể chuyện có hay không, bà kể chuyện hay. Tác vụt. Tiếp theo chúng ta có từ có câu Vova всегда внимательно слушает урок vô và luôn luôn chăm chú nghe bài học à đấy ở à, đây chúng ta có trạng từ vừa nhì má chỉ là vừa nhì má chỉ là chú ý em cần các em cần đọc cái trạng từ này nhiều lần để cho nó quen này vừa nhì má chỉ là 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 là chú ý à đã ổn vừa nhì má chỉ là đúng rồi cậu là một cậu học sinh rất là tập trung, rất là chăm chịu, chăm chú. À, thế như vậy chúng ta thấy để mở rộng ngữ nghĩa cho danh từ uchenik thì sẽ dùng tính từ và nó chỉ cái đặc trưng của tính từ chỉ à, của cái uh, danh từ uchenik tức là đặc trưng chỉ người. Thế còn với ma trên thì là chỉ chất lượng của việc làm. Việc làm này là gì? Đó là slushet uro đấy. Đó. À sau khi chúng ta đọc xong cả cái bài này rồi, các em lại thực hành lấy bao diêm ra và chúng ta lại đọc ba cái đoạn đối thoại này tất cả khoảng 10 lần, đọc đi đọc lại khoảng 10 lần, đọc càng nhiều càng tốt. Đó, nếu như em nào đọc xong rồi thì các em hãy cố gắng thử viết nó ra trên giấy xem. Nếu các em viết tốt nữa thì lúc đó là các em sẽ hoàn toàn lúc nào sẽ được điểm 10 tiếng Nga. Thế như vậy đến đây chúng ta đã cùng nhau xem xong phần 1 của bài số 21. Cảm ơn các em đã đồng hành cùng thầy giáo xem phần 1 của bài học này và hẹn gặp lại các em trong bài học tới. Các em hãy cố gắng đăng ký kênh Tiếng Nga từ lớp 6 đến lớp 12. Khi vào kênh Tiếng Nga từ lớp 6 đến lớp 12, các em hãy bấm vào video và đến đây các em sẽ nhìn thấy có rất nhiều rất nhiều video rồi và trong đây chúng ta cũng sẽ có một cái bộ bài mà có hình một cô gái này, đó là thực hành tiếng Nga với người bản ngữ. Tức là các em sẽ nghe cô Lyudmila phát âm để cho các em nghe theo để làm quen với cách phát âm của người nước ngoài. Cô Lyudmila là người Nga. À, cô sẽ hướng dẫn chúng ta đọc những từ, những mẫu câu có ở trong các bài học trong giáo trình của chúng ta. Cảm ơn các em và hẹn gặp lại các em trong bài học tới. Các em đang xem video trên kênh Tiếng Nga từ lớp 6 đến lớp 12 do Thầy Hoàng thực hiện giảng dạy hàng ngày. Các em hãy bấm đăng ký kênh để nhận bài thường xuyên. Bấm like và viết comment bên dưới mỗi video để động viên tác giả của các video chúc các em học thật tốt bộ môn tiếng nga và hẹn gặp lại các em trong các video tới